Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video này em có hai cái đầu máy của JVC và Kenwood. Kenwood thì hoạt động hoàn hảo, tất cả chức năng khay 3 đĩa CD, giải mã không cần mồi và còn một đĩa MD nữa. Dòng này đặc biệt nó có xuất tín hiệu out ra ngoài, tất cả giải mã các thứ CD, MD nó sẽ xuất tín hiệu hết ra ngoài mà nhé. Cái đầu máy JVC này là hàng xuất châu Âu, điện 220V, âm thanh đi cho các bác với giá 500.000 đồng. Cái này chỉ có đĩa nó không hoạt động thôi nhá, đĩa không hoạt động này. Cổng AUX đang bật đây rồi, đây AUX đây và FM full đài tần số nhá, đấy FM full đài tần số Việt Nam, AUX đây. Kích thước của cái đầu máy JVC này, JVC các bác nhé, nó là in cái tem, cái logo này nó in sau cái lớp kính này các bác nhé, rất đẳng cấp luôn. Kích thước chiều ngang 14, chiều cao 16 và sâu 26, giá 500.000 đồng. Phía trên này thì các bác có thể chọn chế độ tăng bass này, Arctic Hyper Bass Pro này. Phần tuner đây là chế độ gọi là bật FM AM đây, cổng AUX đây, bật tắt nguồn đây. Đấy. Model UX2000 này. Phía sau thì cổng AUX ở đây các bác nhé, cổng AUX phía trên này. Đây là cổng giải mã cái gì, cổng optical out chứ không phải in đâu nhé. Đây là xuất out. Đây, FM em chưa cài dây và đã bắt nét rồi. Các bác về cài vào chỗ 75 ohm này của FM này. Đấy. Thông số của cái đầu máy JVC UX 2000. Ta cầu điện 230V, 127, 110. Công suất 30W và Victor với JVC là 1 rồi, Japan Limited. Đấy. Trở kháng dòng này rất là rộng, từ 4 đến 16 ohm. Các bác chơi những dòng loa bass cứ nhỏ nhỏ thôi, bass 10 hay bass 12, 14 đều được. Với cái dòng JVC này, nó đánh loa của nó loa toàn giải các bác nhé, đấy, rất là hay luôn. Ở đây thì có chỗ xoay điện đây rồi, em đã gạt sang 230V. Đấy, chỗ này nó ghi trở kháng đây này, thấp nhất là 4 ohm này. Đấy. Rồi, cái này em thanh lý cho các bác với giá 500.000 đồng, không bao ship. Đấy, một volume phía trước, số... volume số đây, bát chữ bát đây. Đấy. Hiện tại thì em đang lấy tín hiệu CD từ cái đầu Kenwood sang. Đấy. Rồi chỉ có 500.000 đồng, không bao ship các bác nhé, rất rẻ rồi, thanh lý cho các bác đấy. Tiếp đến là cái đầu Kenwood hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng, cửa CD khay 3 đĩa CD 1, CD 2, CD 3. Đấy. Đấy. Đĩa phôi lô khay 2 này, các cửa hoạt động trơn tru này. Đây này đĩa Nhật các bác nhé. Tiếp đến khay 3 này. Đặc biệt dòng này có đường, có cả rẻ mã quang không cần mồi. Như vậy các bác mua cái đầu máy Kenwood này, mua một được 4 các bác nhé. 4 cái chức năng, đầu tiên là CD, thứ hai MD, thứ ba rẻ mã, thứ tư là âm ly. Đấy, ngon bổ rẻ với cái mức giá rất là rẻ, 1 triệu thôi. Kích thước là chiều ngang 22, cao 14, sâu 33. Giá không bao gồm phí ship. Đây, CD hoạt động rất ok này các bác nhé. Tiếp đến này, các bác chọn input này. Đã chọn MD này. Đấy. MD nó đang có bài rồi, enter luôn. MD đây toàn tiếng Nhật, có cái đĩa Nhật. Toàn tiếng Nhật thôi, mỗi bài. Đấy. Nói chung nó hoạt động ok. Đấy, đĩa MD toàn tiếng Nhật. Rồi các bác tiếp tục chọn chế độ này, chọn giải mã này, các bác ấn input này và bấm MD này và chọn chế độ monitor này. Đấy, nó sẽ giải mã tín hiệu từ Smart TV xuống cái đầu Kenwood này và xuất tín hiệu mặc định các bác nhé. Các bác lưu ý cho em, xuất tín hiệu mặc định những đầu giải mã chuyên nghiệp ấy. Thì các bác ấn vào Red Never này, nó sẽ có đèn tia nháy rất đẹp luôn này. Đấy. Ở đây thì âm ly các bác có thể chọn chỉnh bass track trên này, ấn vào phím select demo này. Đấy, thoát ra. Đấy, bấm tiếp này, sẽ bass cộng trừ 5 các bác xoay volume này. Đấy, tiếp xoay, ấn tiếp ra check. Đấy, có vậy thôi. Đấy, digital giải mã. Đấy. Nội thất của đây các bạn nhìn, nội thất thì máy móc kín máy zin bãi. Đấy. Rất xịn sò luôn. Cấu hình của Kenwood này thì công suất 55W, điện 100V,
hàng nội địa Nhật các bác nhé, made in lắp ráp tại Malaysia. Vì là hàng nội địa thì tần số FM chỉ đến 90 thôi, không có tần số Việt Nam. Đây là cổng AUX này, cổng này, đường này này. Ở phía bên nhìn trực diện này là bên trái các bác nhé. Đường này là đường xuất tín hiệu sang âm mi khác này. Đây này, xuất tín hiệu sang âm mi khác. Còn đây là bên cạnh này này. Đây ở chỗ này này thì là bên phải này thì là tín hiệu vào cổng AUX in các bác nhé, để kết nối với điện thoại đấy. Còn đây cổng optical rẻ mã duy nhất có một cổng thôi. Đây các bác có thể đấu thêm loa vào đây. Dòng này thì các bác chơi tốt những cái dòng loa bass 12, 14, 16 đều ok, trở kháng loa từ 6 đến 16 ohm. Như vậy là với cái mức giá 1 triệu đồng các bác được 4 các chức năng, vừa làm âm ly. Cái đường xuất này thì đường out này xuất tất cả các tín hiệu CD, MD, giải mã các bác nhé, rất là tiện luôn. Đấy, tích hợp hết trong cái đầu máy cái nút này. Dòng này là dòng mặt nhôm thôi nhé, mặt nhôm màu bạc này. Đấy, hoạt động hoàn hảo các chức năng, giá 1 triệu đồng. Đấy, các bác qua hàng đây cho em qua số điện thoại 0961 22 555. Các bác lưu ý cho em là dòng này rẻ mã không cần mồi nhé, đĩa em bỏ ra rồi đấy. Monitor này rẻ mã rất chuyên nghiệp luôn. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.